Bí mật TikToker tập 41. Song Nhi. Họ và tên: Lê Nguyễn Hiếu Nhi, Lê Nguyễn Thảo Nhi. Cung hoàng đạo: Cô. Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh. Dấu hiệu nhận biết: Hello mọi người, lại là Song Nhi đây. Chiều cao: Nhi tầm khoảng từ 1m6 đủ lại cho mọi người, hoặc là có thể 2m. Song Nhi đã bị người khác nhầm bao nhiêu lần? Vô số. N. Một rắc rối lớn nhất của việc giống nhau: bị cái người mà thích mình á nhầm lẫn như hai người. Bù xiu. Cách phân biệt Song Nhi đơn giản nhất là gì? Mọi người đoán đi. Song Nhi thích làm gì lúc rảnh? Ca hát, nhảy múa, sáng tác, xem phim, ăn ngủ. Song Nhi sợ gì nhất? Sợ con cô đứa nè, chị cô Vi. Một trend TikTok mà Song Nhi rất thích: anh nói anh thích màu vàng thì em sẽ là hạt nắng chói chang, còn nếu anh thích ngắm mưa thì em sẽ là ly cà phê sữa. Video nào của Song Nhi có tương tác khủng nhất? Một bài hát mà Song Nhi có thể nghe cả đời. Idol của Song Nhi là ai? Adele và Tati, Selena và cô Mỹ Tâm. Song Nhi thích xem video của ai? Chị Thùy của nó là Blackpink. Nếu trên đời chỉ còn một món ăn thì Song Nhi muốn đó là món gì? Pizza. Okay. KFC. Một siêu phép thuật mà Song Nhi muốn có? Dịch chuyển tức thời, bốn tay là có đồ ăn. Một nơi mà Song Nhi muốn đặt chân đến? Mi. Tình trạng yêu đương? Đâu. Single, thân. Song Nhi đã trải qua bao nhiêu mối tình? Không. Song Nhi thường làm gì khi đọc những bình luận tiêu cực? Hai Nhi vẫn tiếp thu và đọc hết tất cả những bình luận của mọi người. Những góp ý nào mà hay, tốt cho Nhi thì Nhi sẽ tiếp thu để cố gắng nỗ lực hoàn thiện hơn. Còn đối với những bình luận tiêu cực á, mà không cần thiết đối với Song Nhi thì Song Nhi sẽ đã thôi say goodbye. Nhiều người đẹp trai cũng bye bye. Song Nhi muốn nhắn gì để các bạn muốn trở thành TikToker? Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng bao giờ cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Nói chung là các bạn phải tự tin và you can do it.